Nhật ký trừ tà số 129. Con đường dẫn đến bị quỷ nhập. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào một vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, Ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary Number 129, A Recipe for Possession, nghĩa là Nhật ký trừ tà số 129, con đường dẫn đến bị quỷ nhập. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Mọi thứ đã không tiến triển chút nào khi chúng tôi cầu nguyện cho Joy. Có vẻ như cô ấy đã bị chiếm hữu hoàn toàn. Cô đã phản ứng mạnh mẽ chống lại những lời cầu nguyện trừ tà. Tính cách của cô ấy biến mất vào bên trong và một vẻ cáu kỉnh, kiêu ngạo hiện lên trên khuôn mặt cô ấy. Khi chúng tôi giơ một cây thánh giá lên, cô ấy nói rằng nó đã đốt mắt cô khi nhìn nó. Cô gặp khó khăn lớn khi đi lễ và đón nhận bánh thánh. Cô ấy nói nó có vị như một con vật chết. Khi buổi trừ tà của chúng tôi kết thúc, cô ấy nhớ rất ít về những gì đã xảy ra. Nhưng thông tin lý lịch của cô ấy dường như không khớp. Đúng là cô ấy là một tín hữu Công giáo sa đọa và cô ấy đã thực hiện một số hành vi tội lỗi. Nhưng kinh nghiệm của chúng tôi là những người bị ma quỷ chiếm hữu hoàn toàn thường đã từng mở ra nhiều cánh cửa hơn đối với ma quỷ. Tình trạng của cô ấy không hợp lý. Vài tháng sau cuộc trừ tà, sự thật cuối cùng cũng lộ ra. Khi cảm thấy thoải mái hơn với chúng tôi, cô ấy tiết lộ rằng cô ấy đã từng phá thai. Hơn nữa, trước đây cô ấy đã dành một vài năm để nghiên cứu những điều huyền bí, bao gồm cả các hình thức tư vấn ma quỷ, kêu gọi các linh hồn và thực hành bói toán. Bây giờ tôi đã hiểu. Đây là bộ ba hoàn hảo để bị ma quỷ chiếm hữu. Đầu tiên là không thực hành đức tin. Sống một đời sống đạo đức với đức tin nơi Chúa Kitô và giáo hội của Ngài là cách bảo vệ chính yếu chống lại quyền lực của Satan. Nếu không có điều đó, người ta rất dễ bị tổn thương. Thứ hai là thực hiện các hành vi tội lỗi nghiêm trọng, đặc biệt là góp phần gây ra những cái chết oan trái, ngược đãi trẻ em hoặc những tội trọng nói chung. Những thứ này tạo ra vết thương trong tâm hồn và tinh thần mà ma quỷ có thể xâm nhập. Thứ ba, kêu gọi các hồn phách xấu xa như trong các hành vi huyền bí hoặc bất kỳ những trò ma thuật có từ ngàn xưa hay mới nổi lên trong thời đại mới. Điều này trực tiếp mời ma quỷ xâm nhập qua vết thương và chiếm hữu người không có khả năng tự vệ. Khi tôi nhìn xung quanh xã hội ngày nay, cả ba điều kiện này đều đang gia tăng nhanh chóng. Mọi thứ đang trở nên xấu hơn rất nhiều so với trước đây. Chúng ta cần nhiều thầy trừ tà hơn và nhiều đội giải cứu hơn. Đội bóng nhỏ của chúng tôi ngày càng tràn ngập những tiếng kêu cứu cấp bách. Chúng ta phải nhìn lên Đức Mẹ, Đức Maria xinh đẹp của con. Lạy Mẹ, chúng con cần đến Mẹ hơn bao giờ.